Kính thưa quý vị, và để lưu tục chương trình thì một ca khúc trữ tình sâu lắng, một sáng tác rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Châu Kỳ, ca khúc Con đường xưa em đi. Dạ, xin mời chúng ta cùng lắng nghe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe rất là nhiều.